Xin chào tất cả các con, giới thiệu với các con, cô tên là Bảo Ngọc. Hôm nay cô sẽ cùng các con ôn lại kiến thức trọng tâm và giải một số bài tập trong sách ôn hè tiếng Việt 2 dành cho học sinh lớp 2 lên lớp 3. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào dạng 1, chính tả. Bài 1, điền IE hoặc IE và dấu thanh thích hợp vào chỗ trống. Trước khi đi vào bài tập này, cô sẽ nhắc lại một số nội dung trọng tâm về quy tắc chính tả của hai nguyên âm đôi này để các con hình dung rõ hơn nhé. Trường hợp sử dụng nguyên âm đôi IE, chúng ta có âm đầu, nguyên âm đôi và âm cuối. Ví dụ như câu A, chúng ta có âm đầu là K, âm cuối là N. Vậy chúng ta sẽ sử dụng nguyên âm đôi IE và thêm dấu sắc cho phù hợp. Vậy chúng ta sẽ được từ con kiến. Tương tự như câu B, chúng ta cũng có âm đầu là khờ, âm cuối là n. Vậy chúng ta sẽ sử dụng nguyên âm đôi IE và thêm dấu sắc cho phù hợp. Vậy chúng ta sẽ được từ sai khiến. Ở câu C cũng vậy, chúng ta có âm đầu là tờ, âm cuối là n. Vậy chúng ta sẽ sử dụng nguyên âm đôi IE và thêm dấu sắc cho phù hợp. Chúng ta sẽ có từ tiên, tiếng. Còn trường hợp sử dụng nguyên âm đôi IE, trường hợp Y dài, chúng ta có âm đầu, âm đệm, nguyên âm đôi và âm cuối. Ví dụ như câu E, chúng ta có âm đầu là quờ, âm cuối là N, âm đệm là U. Vậy chúng ta sẽ sử dụng nguyên âm đôi IE và thêm dấu hỏi cho phù hợp. Vậy chúng ta sẽ được từ quyển sách. Có một vài trường hợp sử dụng nguyên âm đôi IE, trường hợp Y dài, không có âm đầu. Ví dụ như là câu D, chúng ta chỉ có âm cuối. Vậy chúng ta sẽ sử dụng nguyên âm đôi IE và thêm dấu sắc cho phù hợp. Như vậy chúng ta sẽ được từ yến tiệc. Tiếp theo ta đến với bài 2, điền cờ hoặc ca vào chỗ trống. Trước khi đi vào bài tập này, cô cũng sẽ nhắc lại một số nội dung trọng tâm về quy tắc chính tả của hai từ này để các con hình dung rõ hơn nhé. Chúng ta viết ca trước các nguyên âm E, E, I, I, E, I, A và viết C trước các nguyên âm khác còn lại gồm A, Á, Ớ, O, Ô, Ơ, U, Ư. Vậy đáp án đúng của bài này là câu A, con đường, cầu vòng, kéo co. Câu B, kiên trì, kính cận, cảm cúm. Câu C, kéo cưa, kéo cưa, ai nhanh ai khỏe, lại đây với tôi, kéo qua kéo lại, cả hai lăn cần. Tiếp theo ta đến với bài 3, điền sờ hoặc sờ vào chỗ trống. Ở bài tập này, cô cũng sẽ nhắc lại một số nội dung trọng tâm về quy tắc chính tả của hai từ này để các con hình dung rõ hơn nhé. Chúng ta có thể phân biệt sờ hoặc sờ dựa vào các nguyên tắc sau. Đầu tiên là khả năng kết hợp với âm đệm. Sờ kết hợp được với bốn vần OA như là xoa tay, xoay sở, cây xoan. OA như là xoắn lại, tóc xoăn. OE như là xòe tay, xoen xoét. UE như là xòe xòa, xuyên qua. Còn sờ thì không. Ngoài khả năng kết hợp với âm đệm, chúng ta còn phân biệt trong cấu tạo từ lấy. Lấy âm, cả sờ và sờ đều có từ lấy âm. Ví dụ như sắc sảo, sục sạo, sung sướng, xôn xao, xì xào, xa xỉ. Lấy vần, tiếng sờ thường lấy với tiếng lờ, trừ một số trường hợp như là đồ sộ, sáng láng. Ví dụ như loanh xoanh, lòa xòa, lao sao, lộn xộn,
liễn xiển, xa lạ, lập sụp. Ngoài ra chúng ta còn phân biệt trong trường từ vựng. Từ liên quan đến nấu nướng ta dùng sờ, ví dụ như là xôi, xúc xích, xiên nướng, son. Danh từ chỉ người ta dùng sờ, ví dụ như ông sư, sếp, nguyên soái. Danh từ chỉ động vật, ví dụ như ốc sên, con sâu, cá sấu. Danh từ chỉ thực vật, ví dụ như hoa sen, hoa súng, hoa sữa. Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên, ví dụ như sét, suối, sóng. Vậy đáp án đúng của bài này là câu A, sa lầy, xôn xao, xác minh, xuất bản, xỉa cá mè, đè cá chép, tay nào đẹp thì đi bẻ ngô, tay xinh xinh sẽ giành hoa đẹp. Bài 4. Trong các từ sau, từ viết sai chính tả là câu A, sáng sủa, B, xung phong, C, xôn xao, D, xếp hàng. Vậy đáp án đúng của câu này đó là câu A. Chúng ta sẽ sửa lại nhé. Tiếp theo ta đến với bài 5, điền G hoặc G vào chỗ trống. Ở bài tập này, cô cũng sẽ nhắc lại một số nội dung trọng tâm về quy tắc chính tả của hai từ này để các con hình dung rõ hơn nhé. Âm G khi đứng trước I, E, E thì viết là G. Ví dụ như là ghi nhớ, ghê gớm, cái ghe, ghi chặt. Khi đứng trước các âm còn lại thì viết là G. Ví dụ như con gà, gào thét, gồ ghề, gầm gừ, gánh chịu. Vậy đáp án đúng của bài này là câu A, gà gáy, ghé thăm, gạo nếp. Câu B, ghế gỗ, ghi chép, gập gần. Tiếp theo ta đến với bài 6, điền L hoặc N vào chỗ trống. Ở bài tập này, cô cũng sẽ nhắc lại một số nội dung trọng tâm về quy tắc chính tả của hai từ này để các con hình dung rõ hơn nhé. Âm L thường đi kèm với âm đệm, ví dụ như luyến, loan. Âm N không đi kèm với âm đệm, ví dụ nắng, núp, nơ, trừ trường hợp đặc biệt, noãn, trong noãn bào. Âm đệm thường được ghi bằng bán âm U hoặc O và đi kèm với các nguyên âm, ví dụ như uê, ư ơ, uê, oa, e. Vậy đáp án đúng của bài này là câu A, lo lắng, lưu luyến. Câu B, nô nức, nóng nảy. Tiếp theo ta đến với bài 7, điền uốt hoặc út và dấu thanh vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ sau. Câu A, chúng ta điền vần út hay út nào? Đúng rồi, ta điền vần út và thêm dấu sắc cho phù hợp nhé. Cày sâu, quốc bẩm. Câu B, ở đây chúng ta sẽ điền vần út hay vần út nào? Đúng rồi, ta điền vần út và thêm dấu nặng cho phù hợp nhé. Máu chảy, ruột mềm. Tiếp theo ta đến với bài 8, điền G, R hoặc G vào chỗ trống. Ở bài tập này, cô cũng sẽ nhắc lại một số nội dung trọng tâm về quy tắc chính tả của ba từ này để các con hình dung rõ hơn nhé. G và G không cùng lúc xuất hiện trong một từ. Thường những từ có vần giống nhau, nếu tiếng thứ nhất có phụ âm đầu là L thì tiếng thứ hai có phụ âm là G. Ví dụ như là lim dim, lò dò. Từ mô phỏng tiếng động, âm thanh đều sử dụng R. Ví dụ như là róc rách, rì rào, réo rắt. G và R không kết hợp với các tiếng có âm đệm. Tiếng có âm đầu R
có thể tạo thành từ có vần giống nhau với các tiếng có âm đầu bờ, cờ. Vậy đáp án đúng của bài này là câu A, nào có thấy cành đâu mà lững lơ một quả, quả dính vào nơi nào mà không rơi mới lạ. Câu B, có lẽ quả chín rồi, lát nữa sẽ rụng, trên trái đất bao người đang chờ trăng rớt xuống. Câu C, đẽo cày giữa đường. Câu D, da mồi tóc bạc. Câu E, ít ngồi đáy giếng. Câu H, rồng đến nhà tôm. Tiếp theo ta đến với bài 9, điền chờ hoặc trờ vào chỗ trống. Ở bài tập này, cô cũng sẽ nhắc lại một số nội dung trọng tâm về quy tắc chính tả của hai từ này để các con hình dung rõ hơn nhé. Trong tiếng Hán Việt, nếu sau phụ âm đầu là nguyên âm A, O, Ơ hoặc Ư thì hầu hết viết trờ, không viết chờ. Ví dụ như là tra, trách, trạm, trang, trạng, tranh, trào. Viết chờ chỉ có chữ, chức, triệu, chứng, chương, trưởng, chướng. Tiếng Hán Việt mang một trong ba dấu huyền, ngã, nặng thì phụ âm đầu chỉ viết trờ, không viết chờ. Ví dụ như trà, trẫm, trụ. Vậy đáp án đúng của câu này là câu A, chúng gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau ngày hội mùa xuân đấy. Câu B, nắng vừa đậu trên lá, gió rung, nắng rơi ngay, em chạy vội ra nhặt, nắng không vào bàn tay. Câu C, ngày hôm qua ở lại, trong hạt lúa mẹ trồng, cánh đồng chờ gặt hái, chín vàng màu ước mong. Tiếp theo ta đến với bài 10, điền ngờ hoặc ngờ vào chỗ trống. Ở bài tập này, cô cũng sẽ nhắc lại một số nội dung trọng tâm về quy tắc chính tả của hai từ này để các con hình dung rõ hơn nhé. Âm ngờ khi đứng trước I, E, E thì viết là ngờ. Ví dụ như nghỉ ngơi, lắng nghe, nghèo khó, nghi ngờ. Khi đứng trước các âm còn lại thì viết là ngờ. Ví dụ như ngày tháng, ngây thơ, ngao ngán, ngớ ngẩn. Vậy đáp án đúng của bài này là nghe vẽ nghe ve, nghe vè nói ngược, ngựa đua dưới nước. Tiếp theo ta đến với bài 11, điền y hoặc y e và dấu thanh vào chỗ trống. Ở bài tập này, các con hãy điền y hoặc y e và thêm dấu sao cho phù hợp. Bây giờ các con hãy làm cùng cô nhé. Ở đây chúng ta sẽ điền y hay y e nào? Đúng rồi, ta điền chữ y nhé. Ở đây chúng ta sẽ điền y hay y e nào? Đúng rồi, ta điền y e và thêm dấu sắc cho phù hợp nhé. Chim gõ kiến. Ở đây chúng ta sẽ điền y hay y e nào? Đúng rồi, ta điền y e và thêm dấu sắc cho phù hợp nhé. Thanh kiếm. Ở đây chúng ta sẽ điền y hay y e nào? Đúng rồi, ta điền y e và thêm dấu hỏi cho phù hợp nhé. Nước biển. Bài 12, điền ai hoặc ai và dấu thanh vào chỗ trống. Ở bài tập này, các con cũng hãy điền ai hoặc ai và thêm dấu sao cho phù hợp. Bây giờ các con hãy làm cùng cô nhé. Câu A, ở đây chúng ta sẽ điền ai hay ai nào? Đúng rồi, ta điền ai và thêm dấu sắc cho phù hợp nhé. Mái trường. Ở đây chúng ta sẽ điền ai hay ai nào? Đúng rồi, ta điền ai và thêm dấu huyền cho phù hợp nhé. Cày bừa.
Ở đây chúng ta sẽ điền ai hay ai nào? Đúng rồi, ta điền ai và thêm dấu huyền cho phù hợp nhé. Bài tập câu B. Ở đây chúng ta sẽ điền ai hay ai nào? Đúng rồi, ta điền ai nhé. Bàn tay. Ở đây chúng ta sẽ điền ai hay ai nào? Đúng rồi, ta điền ai và thêm dấu hỏi cho phù hợp nhé. May vải. Ở đây chúng ta sẽ điền ai hay ai nào? Đúng rồi, ta điền ai nhé. Ban mai. Bài 13, điền ui hoặc uy và dấu thanh vào chỗ trống. Ở bài tập này, các con cũng hãy điền ui hoặc uy và thêm dấu sao cho phù hợp. Bây giờ các con làm cùng cô nhé. Ở đây chúng ta sẽ điền ui hay uy nào? Đúng rồi, ta điền uy và thêm dấu ngã cho phù hợp nhé. Hai bên bờ sông, lũy tre làng nối nhau che rợp bóng mát. Câu B. Ở đây chúng ta sẽ điền ui hay uy nào? Đúng rồi, ta điền ui nhé. Đi học vào những buổi sáng mùa xuân thật vui biết bao. Câu C. Ở đây chúng ta sẽ điền ui hay uy nào? Đúng rồi, ta điền ui và thêm dấu huyền cho phù hợp nhé. Bắt đầu vào mùa quả chín, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Câu D. Ở đây chúng ta sẽ điền ui hay uy nào? Đúng rồi, ta điền ui và thêm dấu hỏi cho phù hợp nhé. Tàu thủy. Ở đây chúng ta sẽ điền ui hay uy nào? Đúng rồi, ta điền ui và thêm dấu sắc cho phù hợp nhé. Muối bưởi. Ở đây chúng ta sẽ điền ui hay uy nào? Đúng rồi, ta điền ui và thêm dấu sắc cho phù hợp nhé. Đồi núi. Ở đây chúng ta sẽ điền ui hay uy nào? Đúng rồi, ta điền uy nhé. Huy hiệu. Bài 14, điền sờ hoặc sờ vào chỗ trống. Ở bài tập 3, cô đã nhắc lại một số nội dung trọng tâm về quy tắc chính tả của hai từ này. Các con có thể xem lại để hoàn thành bài tập này nhé. Vậy, đáp án đúng của bài này là chú chuồn chuồn ớt sau khi khoác lên mình bộ cánh xinh đẹp đã bay đi ngao du khắp nơi, đến những hồ nước trong veo với hai bờ cây xanh thắm, đến những cánh đồng mênh mông với những đàn trâu thung thăng đậm cỏ, những dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Bài 15, điền ên hoặc ân và dấu thanh vào chỗ trống. Ở bài tập này, các con cũng hãy điền ên hoặc ân và thêm dấu sao cho phù hợp. Bây giờ các con hãy làm cùng cô nhé. Ở đây chúng ta sẽ điền ên hay ân? Đúng rồi, ta điền ân nhé. Ở đây chúng ta sẽ điền ên hay ân? Đúng rồi, ta điền ân nhé. Ở đây chúng ta sẽ điền ên hay ân? Đúng rồi, ta điền ên nhé. Bây giờ chúng ta hãy đọc lại cùng cô nhé. Con đường cứu nước gian nan, lênh đênh bốn biển vượt ngàn trùng xa. Hôm nay Nam Bắc một nhà, đất nước hùng mạnh đang đà đi lên. Bài 16, điền ết hoặc ách và dấu thanh vào chỗ trống. Ở đây chúng ta cũng điền ết hoặc ách và thêm dấu sao cho phù hợp. Bây giờ các con hãy làm cùng cô nhé. Ở đây chúng ta sẽ điền ết hay ất? Đúng rồi, ta điền ết và thêm dấu sắc cho phù hợp nhé.
chúc Tết. Ở đây chúng ta sẽ điền ết hay ất. Đúng rồi, ta điền ất và thêm dấu sắc cho phù hợp nhé. Còn ết, ở đây chúng ta sẽ điền ết hay ất. Đúng rồi, ta điền ết và thêm dấu nặng cho phù hợp nhé. Mệt mỏi, ở đây chúng ta sẽ điền ết hay ất. Đúng rồi, ta điền ất và thêm dấu sắc cho phù hợp nhé. Nhất mép. Bài 17, em hãy nghe viết chính tả bài thơ mẹ, sách giáo khoa tiếng Việt 2, tập 1, trang 102. Ở bài tập này, cô sẽ chiếu và đọc bài chính tả, để về nhà các con viết theo, rồi tiết học sau nộp lại cho cô nhé. Lời ru có gió mùa thu, bàn tay mẹ quạt, mẹ đưa gió về, những ngôi sao thức ngoài kia, chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ rất tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Bài 18, em hãy nghe viết chính tả bài Bác sĩ sói, sách giáo khoa tiếng Việt 2, tập 2, trang 43. Ở bài tập này, cô cũng sẽ chiếu và đọc bài chính tả để về nhà các con viết theo, rồi tiết học sau nộp lại cho cô nhé. Muốn ăn thịt ngựa, sói giả làm bác sĩ. Đến gần ngựa, bảo, có bệnh, ta chữa giúp cho. Ngựa biết mưu của sói, vờ nhờ sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho ngựa hết chạy, nhưng ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho sói một cú trời giáng. Bài 19, em hãy nghe viết chính tả bài thơ Gọi bạn, sách giáo khoa tiếng Việt 2, tập 1, trang 29. Ở bài tập này, cô cũng sẽ chiếu và đọc bài chính tả, để về nhà các con viết theo, rồi tiết học sau nộp lại cho cô nhé. Một năm trời hạn hán, suối cạn cỏ héo khô, lấy gì nuôi đôi bạn, chờ mưa đến bao giờ. Bê vàng đi tìm cỏ, lang thang quên đường về, dê trắng thương bạn quá, chạy khắp nẻo tìm bê, đến bây giờ dê trắng vẫn gọi hoài bê bê. Vậy là buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Về nhà các con hãy làm bài tập đầy đủ và chuẩn bị cho bài học tiếp theo nhé. Cô chào tất cả các con.